Chào bạn, hôm nay thì mình sẽ chữa bài kiểm tra số 2 cho các bạn. Qua kết quả thì hiện tại thì người điểm cao nhất là 80 điểm, có một người thôi, còn lại đa số là từ 60 đến 40 điểm. Thì không sao cả, chúng ta cũng đừng có buồn bởi vì chúng ta cũng chưa học được nhiều, đúng nhỉ? Thời gian cũng mới chỉ được 2 tuần thôi, hơn 2 tuần thôi. Do vậy cái kết quả thì chúng ta còn có hơn 5 tháng nữa để cố gắng cơ, thì chúng ta cứ cố gắng dần dần nhá. Thế nhưng mà không được ngừng cố gắng đâu nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài này. Bài bài học của chúng ta ấy là đang học đến cái phần mà bài tìm kiếm thông tin tổng quát, đúng nhỉ? Đấy, thì trước hết là chúng ta sẽ cùng nhau chữa các câu ở trong đề hôm trước. Thì không biết là các bạn còn nhớ cái phần quan trọng nhất của một cái văn bản trong cái phần đấy là gì không nhỉ? Thông thường nó là cái cụm liên quan đến gì đấy? Có cái từ gì đấy? Có cái từ sate. Đấy. Đấy. Như vậy ấy, là cái ở cái đoạn văn đầu tiên ấy, đúng nhỉ? Thì cái đoạn quan trọng nhất của chúng ta nó là cái đoạn này nhá. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhặt thông tin chính từ những cái này. Thế nhưng không đồng nghĩa với việc là chúng ta bỏ những cái đoạn khác đi. Tại vì ở trong cái bài này ấy, sẽ có một vài chỗ là rất là quan trọng nữa mà chúng ta cần, đúng nhỉ? Ví dụ các bạn quan sát này. Okekusama kakui là gì đấy nhỉ? Gửi đến những các vị khách hàng này. Itsumo Jimiku no printout go ai yo itadaki arigatou gozaimasu. Thì ở đây các bạn có này, Jimiku là hãng, tên hãng nhé, printer là cái máy in. Đây gọi ở đây có cái chữ ái và chữ dụng. Đấy, đây là chữ ái và chữ dụng, đọc là ai yo. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tin dùng đấy, tin tưởng, thích dùng vậy. Thì câu này có nghĩa là cảm ơn các bạn đã luôn luôn gì đấy tin dùng, đúng nhỉ, cái sản phẩm của chúng tôi. Vậy thì từ cái câu này ấy, chúng ta sẽ thấy là cái câu này sẽ gửi cho người như thế nào nhỉ? Gửi cho những người mà đã mua hàng hay là những người mua lần đầu? Từ câu này là chúng ta sẽ phải gì đấy nhỉ? Chúng ta sẽ phải hình dung ra là đây là gửi cho những người gì đấy? Gửi cho những người đã từng mua hàng rồi nhá. Do vậy ấy, các bạn nhìn thấy này, cái câu hỏi của chúng ta đấy là Kono kaisha no wariki sabisu nitsuite tarashii modo wa dore ka, cái nào đúng về cái dịch vụ của cái công ty này. Nó có các đáp án 1, 2, 3, 4 này. Thì câu 1, 2 là gì nhỉ? Jimiku no printer wo tsukatte iru hito, người đang dùng cái máy này. Người đang dùng cái máy này. Người gì đấy? Người mua máy này trong tháng 7 và tháng 8. Người mua máy này trong tháng 7 và tháng 8. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy rằng ấy, nó làm sao nhỉ? Nó khác nhau rồi, một cái là những người đang dùng, một cái là những người mua trong tháng 7 tháng 8. Thì cái mail này là cái mail mà dành cho ai? Dành cho những người đã dùng rồi, bởi vì có từ Itsumo go ai yo itadaki, cảm ơn vì đã luôn luôn gì nhỉ? Tin dùng cái máy của chúng tôi. Đấy, do vậy là chúng ta nếu mà chúng ta đọc kỹ đoạn này, chúng ta có thể loại trừ được 3 và 4, bởi vì sao? 3 và 4 là không phải là mua trong tháng 7 và tháng 8 nhá, mà phải là những người đang dùng cái sản phẩm đấy trong tháng 7 và tháng 8. Đó. Thế nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để chúng ta có thể đọc nhanh như vậy được, đúng nhỉ? Điều đấy không sao cả, chúng ta đọc tiếp. Sate, hesha dewa okekusama ga printer yo inkawo tsuika konyu nasaru sai ni. Các bạn có từ hesha, từ sate, đây là bắt đầu vào vấn đề. Hesha là chữ tệ và chữ xá, có nghĩa là công ty chúng tôi. Thì ở công ty chúng tôi á, thì sai ni đây là ngữ pháp, đúng nhỉ? Ngữ pháp này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái dịp, cái lúc, đúng không? Cái dịp mà các khách hàng đấy, đây là cái ngữ pháp, các bạn sẽ bắt đầu tìm chủ ngữ của cái vế này nhá. Thì đây có trợ từ ga, thì cái okekusama nó sẽ là chủ ngữ. Cái dịp mà khách hàng mà gì nhỉ, mà cô như đây giải thích ở dưới đây là kau là mua ấy, nasaru là dạng gì nhỉ, dạng nó biến sang thể bị động nasaimasu, nó biến kiểu như là Nasaru, nó là nasaimasu, nó mang nghĩa là tôn kính ngữ đấy. Cái dịp mà khách hàng mua tsuika là mua thêm mực dành cho máy in, đúng không? Thì teika no 5% hiki de o motome itadaite orimasu ga, thì sao nhỉ? Thì sẽ được yêu cầu, đúng không? Thì sẽ có thể yêu cầu giảm giá 5% so với teika là định giá, chữ định và chữ giá có nghĩa là nguyên giá. Nhưng Kono gì đấy? Shigatsu, Hachigatsu, Chuni. Thế nhưng mà trong tháng 7 và tháng 8 này ấy, thì
購入のお申し込みをされたお客様にはさらにお得な特別割引価格でお届けいたします。Đây là cái câu quan trọng này. Bởi vì nó chứa số đúng không nhỉ? Nó chứa số liệu thì những cái này mọi người sẽ để ý nhá. Đây, chúng ta thấy này. Thế nhưng mà ấy, những cái vị nào ấy mà sau đấy mà đã đặt mua đúng không nhỉ? Đã đăng ký mua trong tháng 7 và tháng 8 này thì làm sao? Các bạn thấy này, có đây có từ sarani. Sarani là hơn nữa. Đấy. Otoku na tokubetsu waribiki kakaku thì chúng tôi sẽ gì đây nhỉ? Đây, otodoke itashimasu là dạng khiêm nhường ngữ của todoke mas là gửi. Chúng tôi sẽ gửi một cái giá giảm giá đặc biệt hơn nữa đúng nhỉ? Đấy. Vậy thì tức là bình thường đã được 5%, còn những người trong tháng 7 tháng 8 ấy thì sarani otoku, đây là chữ đa hán là chữ đắc. Chữ đắc. Đọc là tok nhá, không biết là viết nó có bị nhỏ quá không đọc được không? Đấy. Có nghĩa là bình thường thì đặt mua thêm là được 5% rồi. Nhưng mà trong tháng 7 tháng 8 này ấy, thì những ai mà đã đăng ký mua cái gì, không phải là mua máy mà là mua mực. Bởi vì sao? Bởi vì trên này nó có gì đấy? Nó có là đây này. Đó. Nó đang nói là những cái người mà mua thêm mực dùng cho máy in chứ không phải là nói là mua máy đúng nhỉ? Vậy thì cô như đây phải là mua mực nhá. Thì trong tháng 7 tháng 8 ấy, những cái người đặt mua thêm mực đấy còn được cái giá hời hơn nữa. Đó là cái cốt yếu để chúng ta chọn đáp án. Kono kikai ni go riyo itadakereba saiwai desu. Tức là nếu mà các quý vị sử dụng cái cơ hội này ấy, đúng nhỉ? Thì chúng tôi sẽ lấy rất là vui mừng. Moshiku wa homepage wo goran kudasai. Chi tiết thì mời quý vị xem ở dưới trang dưới đây. Người ta đưa ra một cái trang web ở dưới. Cái này để biết thêm là cái giá hời đấy là bao nhiêu đúng không? Đấy. Rồi thì gì nhỉ? Kongo Tomo từ nay về sau thì xin quý vị vui lòng tiếp tục ủng hộ tin yêu sản phẩm của chúng tôi. Thì đấy nội dung của đoạn này nhá. Vậy chúng ta xem cái nào là cái đúng này. Câu 1 này. Những người mà đang sử dụng cái máy in này chỉ trong tháng 7 và tháng 8 thì có thể mua với giá là 5%. Đây chúng ta thấy thứ nhất là chỉ tháng 7 và tháng 8. Thứ hai là với gì nhỉ? Với cái giá 5%. Là chúng ta đã thấy sai rồi đúng không? Bởi vì sao sai? Bởi vì đây là cái dịch vụ mà người ta cung cấp luôn luôn là như thế, chứ không phải là gì nhỉ? Chứ không phải là mỗi cái tháng 7 và tháng 8 là như vậy. Do vậy là cái câu 1 là sai nhá. Không phải là chỉ trong tháng 7 và tháng 8 mới là mua 5%. 5% là cung cấp thường xuyên cho khách hàng. Đấy. Còn trong tháng 7 tháng 8 là sarani là hơn nữa. Thì đấy các bạn thấy có cái ngữ pháp tương tự. Đấy là yori. Đấy. Yori. Yori là hơn. Đấy. Thì đây bằng với nó là sarani. Trong cái bài trong phần đọc hiểu thì các bạn cần phải rất lưu ý đến những cái ngữ pháp tương tự, những cái từ vựng tương tự như vậy. Câu 2 có nghĩa là gì nhỉ? Những người mà đang sử dụng cái máy in jimiku này ấy, thì trong tháng 7 và tháng 8 nếu mà đặt thêm mực thì có thể mua được với giá rẻ hơn cả giảm giá 5%. Đây là bình thường 5% đúng không? Câu dưới nó bảo là trong tháng 7 và tháng 8 nếu mà mua ấy thì còn được hời hơn nữa. Đấy, chi tiết thì xem ở dưới đây, người ta không nói là bao nhiêu nhưng mà người ta bảo là chi tiết thì xem ở dưới này. Đấy thì vậy đúng của chúng ta phải đáp án số 2 nhá. Vậy 2 là đáp án đúng này. Câu 3 và câu 4 là sai. Bởi vì sao? Là bảo là người mua máy in. Đấy, chắc chắn là cái này là sai rồi. 4 cũng là sai luôn. Bởi vì đây sẽ gạch chân rồi. Bởi vì nói là mua máy in trong tháng 7 tháng 8 này. Cái này cũng là mua máy in trong tháng 7 tháng 8 là chigaimasu. Đấy, như vậy là chúng ta giải quyết được bài đầu tiên. Đúng nhỉ? Chúng ta cố gắng là để ý kỹ một chút nhé. Đấy. Và chúng ta lưu ý các biểu hiện đồng nghĩa cho mình. Tiếp theo bài số 2. Bài số 2 này, Ikawa aru kaisha ga seihin wo chumon shite kita aite ni dashita bunshou de aru. Dưới đây là một cái đoạn văn mà gì đây nhỉ? Mà một công ty đã gửi cho đối tác mà đã đặt hàng cái sản phẩm của họ đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ xem cái đoạn quan trọng nhất đúng nhỉ? Rồi mấy cái râu ria chúng ta
bỏ qua nhé, đây đoạn quan trọng nhất đây. Đấy, đoạn quan trọng nhất là cái đoạn này. Còn lại gì đây nhỉ? Ngày tháng năm này, ngày 20 tháng 9 năm Bình Thành 23 này, công ty gì gì đấy này, tên khách hàng về chức danh này, đây là gì đây? Đây là tên của công ty, tên của cái nơi gửi này, về đầu gì nhỉ? Đầu thu thì kính chúc sự phát triển của quý công ty này, rồi thì gì gì đấy đúng không? Cảm ơn đã luôn luôn tin tưởng cái sản phẩm của chúng tôi các kiểu thế. Đấy không phải là phần quan trọng nhất của cái văn bản này nhá. Chúng ta chỉ cần để ý đến những cái đoạn này. Các bạn ngồi các bạn dịch mấy cái từ bình tố này rồi thì gì nhỉ? À, sư cự thì cả cứ biết sự cách biệt này rồi thì ồ Yorokobi này, nhìn thấy từ này không biết đọc là gì, ngồi ngớ ra cả mười mấy năm 10 phút chả có cái tác dụng gì hết. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái đoạn quan trọng nhất của cái bức mail thôi. Đấy là cái đoạn sate cho đến khi có những cái biểu hiện mà thể hiện yêu cầu đối phương này, là cái đoạn này chắc chắn là đáp án nó sẽ nằm trong cái đoạn này luôn. Thì chúng ta sẽ đọc thử xem nhá. Sate Kugatsu Jigo Jigo Nichi Zuki de Gochimon Itadaita Gemuzu World no Ken de Gozaimasu ga 100 dai no uchi 90 dai wa kongetsu matsu ni hát số yo te shite orimasu. Rồi chúng ta dừng ở đây. Hôm trước là học về ngắt câu rồi đúng nhỉ? Ngắt đây một cái. De gozaimasu sự này chính là đề sự thôi, lịch sự thôi. Nào, cái gì đấy? No ken. Cái no ken này có nghĩa là về cái vụ việc gì đó nhá. Đấy, về cái vấn đề gì đó. Về cái gì nhỉ? Về cái có thể đây là một tên một cái trò chơi đúng không nhỉ? Đấy, về cái mà các vị đã đặt hàng ngày 15 tháng 9 ấy. Cả cái câu này nó như vậy, chúng ta vẫn dịch từ cuối dịch lên. Đấy. Về cái này mà các vị đã gochimon itadaita, mà chúng ta đã nhận được cái đặt hàng từ các vị vào ngày 15 tháng 9 ấy, thì 90 cái trong số 100 cái đúng không? Thì sao? Thì chúng tôi sẽ gì nhỉ? Yotei shiterimasu, chúng tôi đã đang lên dự định là sẽ hatsou là gửi hàng, bắt đầu gửi hàng vào cuối tháng này. Đấy, tức là người ta đặt 100 cái thì chúng tôi mới gửi được, chúng tôi mới lên kế hoạch dự định gửi trong cuối tháng này là 90 cái thôi. Nokori 10 dai ni tsukimashite wa. Đây lại có cái từ gì nhỉ? Có cái từ tsukimashite wa này. 10 cái còn lại á, makoto ni moshiwake gozaimasen ga, thì chúng tôi vô cùng xin lỗi. Thế nhưng mà seizo ga chumon ni oitsukazu. Đây các bạn có từ seizo là chế tạo nhé, chumon là gì nhỉ, là đặt hàng, oitsuku là đuổi theo, đuổi kịp, thì đây là dạng dư là bằng nay đấy đúng nhỉ, thì có nghĩa là cái việc sản xuất ấy nó không kịp đơn đặt hàng của quý vị, nên là Daigetsu iko ni naru yotei desu, nên là dự định phải từ tháng sau trở đi cơ thì chúng tôi mới có thể gửi được. Đấy. Tadaima dekiru dake hayai hatsou mezashite orimasu ga mou shibaraku omachi itadakemasu desho ka. Có nghĩa là chúng tôi sẽ hướng đến cái mục tiêu là gửi sớm nhất có thể cho các vị từ bây giờ đúng nhỉ? Thế nhưng mà ấy, quý vị có thể vui lòng chờ thêm một thời gian nữa được không? Đấy thì cái mấy cái dạng này, dạng cố định này chúng ta cố gắng nên nhớ nhá. Ví dụ này, gochimon itadaita nghĩa là gì đấy? À, nhận được cái đặt hàng từ đối phương này, hay là gì? Hay là te orimasu là hành vi của mình đúng không? Ví dụ đây là yotei shite orimasu chính là imasu đấy. Orimasu chính là dạng gì nhỉ? Dạng khiêm nhường của imasu. Thì chúng tôi lên dự định này, cái này chúng tôi đang nhắm đến cái mục tiêu này. Còn gì nhỉ? Omachi itadakemasu desho ka. Nó chính là dạng lịch sự, có nghĩa là chúng tôi có thể nhận được cái việc chờ từ quý vị thêm một thời gian được không? Đấy, đấy là toàn bộ cái nội dung của cái đoạn quan trọng này. Còn mấy cái râu ria thì chúng ta dịch được thì tốt, không thì chúng ta không cần quan trọng lắm nhá. Đấy, vậy thì từ cái này chúng ta có thể chọn được đáp án không? Bây giờ chúng ta sẽ xuống đoạn văn này. Kono bunshō wa motomo tsutaetai koto wa nani ka? Cái điều người ta muốn truyền tải nhất là gì? Ichi này. À, ichibu no shouhin no hasou ga okureru node matte hoshii. Chúng ta tách vế ra nhá.
vì gì đấy nhỉ, vì một phần ichi bự là nhất bộ là một phần đúng không, shohin là sản phẩm. À cái việc gửi một phần sản phẩm ấy nó bị chậm nên là mong các, nên là mong mong đối tác hãy chờ đợi, mong khách hàng hãy chờ đợi. Chúng ta thấy rõ ràng là 90 cho 100 thì gửi được đúng nhỉ, theo hạn 10 còn lại thì xin lỗi gửi sau bởi vì không kịp sản xuất. Đây lại có cái câu gì đấy, đây lại có câu là omachi itadakemasu desho ka, là một câu thể hiện gì nhỉ, thể hiện cái việc kêu gọi đúng nhỉ. Đấy, kêu gọi đối phương là hãy chờ thêm một thời gian nữa. Đấy, vậy thì chúng ta thấy rằng một là chính xác rồi, một là hoàn toàn đúng nhá. Các bạn khoanh một. Câu 2 này. Ichibu no shouhin no seizo ga oitsukanai no de chumon no suryo henkou shite hoshii. Tách vế ra này, no de này. Vì cái việc chế tạo sản phẩm đúng nhỉ? Vì cái việc chế tạo một phần sản phẩm thì nó không theo kịp. Vế này thì đúng, bởi vì sao? Vì đoạn này nó có nói là gì đấy? Cái việc chế tạo 10 cái này không theo kịp nên là bị gửi chậm. Thế nhưng mà đằng sau này, chumono suryo henkou shite hoshii. Ở đây có từ suryo là chữ số và chữ lượng, có nghĩa là số lượng. Số lượng đặt hàng, henkou là thay đổi, nên mong là khách hàng, đối tác hãy thay đổi số lượng đặt hàng. Không hề có một cái ý nào nói là mong người ta gì đấy, người ta thay đổi số lượng đặt hàng đúng nhỉ? Không bảo là à, vậy quý vị có thể đặt 90 cái mà chúng tôi gửi trước được không? Còn lại 10 cái kia hủy giúp chúng tôi. Không có nào nói như vậy cả. Đấy. Chúng ta không được gì nhỉ? Chúng ta không được suy diễn nhá. Do vậy câu 2 sai này. Bởi vì không có nào nói là Henko. Câu số 3, subete no shouhin wo douji ni hasso dekiru you ni doryoku. Cái này bị đánh sai, không phải là chữ hữu mà phải là chữ nỗ cơ. À, chúng tôi đang nỗ lực để có thể gửi đồng thời tất cả sản phẩm. Sai. Rõ ràng người ta nói là người ta sẽ gửi trước 90 cái, còn 10 cái còn lại thì người ta gửi sau, không có cái nào nói là người ta nỗ lực để người ta gửi đồng thời. Do vậy, cái câu này là không có nói đến, đúng nhỉ? Khi mà làm bài, các bạn sẽ tìm đoạn văn và các bạn gạch chân bớt những cái mà không đúng đi nhá. Đấy. Không có cái nào nói là dojini cả. Và các bạn lưu ý hiện tượng từ đồng nghĩa đấy nhá. Câu 1 có, câu 2 có đấy, đúng không? Nó dùng cách nói khác đi một chút, ví dụ đây là gì nhỉ, đây là quý vị có thể chờ thêm được không, thì ở dưới đây có mate hoshi là mọi là muốn người khác chờ. Câu 4 này, subete no shouhin no seizo ga mani awanai no de daigetsu iko no hasso ni naru. Tất cả sản phẩm không kịp, nói tất cả sản phẩm không kịp là sai rồi, nó chỉ có 10 cái không kịp thôi. Do vậy là câu này sai nốt. Do vậy chúng ta sẽ loại 3 và 4 luôn. Chỉ còn một là đúng, không sai vào đâu cả, đúng nhỉ? Đấy, đấy là cái bài số 2 nhá. Bài số 3. Ikawa aru kaisha no shanai bunsho de aru. Đây là một cái đoạn văn bản mà ở trong một công ty. Đây là một cái thông báo đấy, đúng nhỉ? Thì chúng ta thấy rằng đoạn quan trọng nó sẽ ở tầm này. Đấy. Tại sao lại có đến tận dưới này? Bởi vì cái này nó khuyết bớt mấy cái ở dưới đi. Ở đây có từ onegai shimasu. Đấy là cái mà mong muốn người ta làm, thì cái này cũng rất là quan trọng. Chúng ta cùng xem qua một chút nhá. Ngày tháng năm thì chức danh các thứ chúng ta tạm bỏ qua này. Lời gì nhỉ? Lời đề nghị từ phòng tư liệu, phòng tài liệu này. Shiryo shitsu ga kaisetsu sarete hantoshi gatachi là gì nhỉ? À, cái phòng tư liệu ấy mà kể từ khi được thành lập ấy nó đã trải qua nửa năm rồi. Oku no kata ni riyo sareru yo ni narimashita, và đã được rất là nhiều quý vị sử dụng. Shikashi riyosha ga fueru nitsure chu, đúng không nhỉ? Chushoku ji ni wa honrai no mukuteki igai de seki o riyo shiteru shigo ga ooku mewaku ni nateru nado to ita samazama na kujo ga somuka ni yoserarete imasu. Thì chúng ta thấy này, thế nhưng mà ấy, đây là một cái ngữ pháp các bạn được học ở trong N2, Nitsure, nghĩa là Nitsure là đầy đủ nó Nitsure T cơ, nhưng mà thông báo thì người ta thường bỏ cái từ T đi. Có nghĩa là cùng với cái A thì có cái B cũng thay đổi như vậy. Cùng với cái việc mà tăng lượng người sử dụng ấy thì sao nhỉ? Thì đồng thời cũng làm sao? Cũng có rất là nhiều cái cư trò.
Tại sao lại dịch cái này trước? Bởi vì đây các bạn thấy có cái từ tối tả. Đây tối tả này, tối tả ấy thì nó sẽ là một cái hình thức liệt kê như là nó sẽ giống như là yo yoni, yoni yona rồi thì giống như là nado ấy. Đấy. Thì thông thường khi gặp những tối tả yoni nado thì chúng ta sẽ dịch cái đằng sau trước nhá. Cùng với cái việc mà tăng lên lượng người sử dụng ấy, thì những cái gì nhỉ, những cái kujo, ở đây có cái từ kujo là phàn nàn đúng không, thì những cái lời phàn nàn nó cũng gì đấy, nó cũng được gửi đến cái gì nhỉ, cái phòng trưởng, phòng 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 somu cả là cái phòng kiểu như là phòng, nó là chữ trưởng, chữ tổng, chữ vụ với lại chữ khóa ấy. Nó kiểu như là cái phòng tổng hợp ấy, đấy. Thì cùng với lại lượng khách tăng lên thì song song với nó là cũng ngày càng có những rất là nhiều cái lời phàn nàn mà được gửi đến đây. Đấy, được đưa đến đây. Lời phàn nàn đấy là gì thì nội dung của nó chính là mấy cái đằng trước tôi tả này nhá. Đó là này. Trong giờ ăn trưa đúng nhỉ? Trong giờ ăn trưa thì người ta sao đây, người ta làm sao đây? Người ta đang sử dụng ghế ngoài cái mục đích ban đầu. Đấy. Mục đích ban đầu của phòng tư liệu có thể là đọc, ngồi đọc hay thôi. Nhưng mà khi mà ăn trưa có thể là người ta lấy ghế, người ta gác chân lên cho đỡ mỏi, cho tiện chẳng hạn đúng không? Rồi thì gì đây nhỉ? Shigo ga oku megaku ninateru. Rồi người ta làm gì nữa? Người ta còn sử dụng những cái gì nhỉ? Những cái câu chuyện riêng tư. À, shigo là kiểu như là chữ tư với chữ ngữ, có nghĩa là nói chuyện riêng ấy, mà gây ra rất là nhiều phiền phức nữa. Thế nhưng mà dịch kỹ vậy thôi, cái đoạn này nó cũng không quan trọng lắm, cái đoạn chính là cái đoạn này này, thể hiện cái onegai shimasu đây này. Đấy. Vậy thì tôi vậy thì rất là mong gì đấy được sự hợp tác hợp lực để làm sao để cho tất cả mọi người có thể sử dụng một cách thoải mái. Đấy. Vậy thì cái câu người ta nhờ nhá là gì nhỉ, là để sử dụng một cách thoải mái đúng không? Thì cái quan trọng là cái này này. Đấy. Thì chúng ta sẽ xem cái câu nào diễn tả cái là gì nhỉ? Cái ý mà để cho mọi người sử dụng thoải mái như vậy. Đây nhá. Kono bunsho kaita ichiban no mokuteki wa nani ka? Cái mục đích lớn nhất là gì? Các bạn thấy rõ ràng là ở dưới nó onegai shimasu là mong hãy hợp tác với cái để làm được cái điều này. Vậy thì cái mục đích lớn nhất là phải để cái việc này đúng không? Vậy thì xem đáp án mấy giống. Ichi này. Shiryo shitsu no tekisetsu na riyo motomeru, để yêu cầu cái việc sử dụng một cách thích hợp cái phòng tư liệu. Đúng không? Chính xác rồi. Cái gì nhỉ? Thứ nhất là riyo dekiru, có riyo luôn nhé. Thứ hai là gì nhỉ? Cái thích hợp chính là sha in mina ga kimochi yoku, mọi người đều có thể sử dụng một cách vui vẻ đúng không nhỉ? Đấy. Rồi thì đoạn trên nữa, đọc thêm đoạn trên nữa thì chúng ta có cái căn cứ để chọn thêm cái đáp án đầu tiên, đáp án 1 nhá. Câu 2 này, shiryo shitsu no isso no riyo motomeru. À, mong muốn là hãy sử dụng, cái này cũng có từ sử dụng nhưng mà từ đây có từ isso. Isso, đây kanji nó là chữ này. Này ở trong phần từ vựng N2. À, muốn hãy sử dụng hơn nữa, nhiều hơn nữa cái phòng này. Ở đây không có một cái nào nói là cái việc sử dụng hơn nữa, đúng không? Yêu cầu sử dụng hơn nữa. Do vậy là cái câu số 1 này, câu số 2 này có từ iso này là sai. Câu số 3 này, shiryo shitsu no riyo jikan no genshu wo motomeru. Cái chữ này là chữ nghiêm và chữ thủ nhá. Đọc là genshu. Đấy. À, yêu cầu là hãy tuân thủ nghiêm ngặt thời gian sử dụng cái này. Ở trên này không có cái nào nói đúng không nhỉ? Đây nó nói là trong lúc ăn trưa thì có những hiện tượng như này như thế kia, chứ nó không bảo là hãy nghiêm thủ tuân thủ cái đó. Và câu số 4 là gì đây? Shiryo shitsu no riyoho nitsuite, yêu cầu ý kiến, thu thập ý kiến về cái cách sử dụng cái này cũng không phải. Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất là đáp án số 1. Tiếp theo đoạn 4 này. Đoạn 4, Ikawa aru kaisha de kairan sareta bunsho de aru. Đây là một đoạn văn bản ở trong, được đăng nhìn thấy ở một công ty này. Chúng ta xem nhé. Đây,
Vậy thì đoạn quan trọng của chúng ta sẽ ở đây đúng không? Bởi đoạn quan trọng chiếm gần hết cái bài rồi. Chúng ta xem này. Gomi bunbetsu ni kansuru onegai. Thực ra là cái tiêu đề này rất là quan trọng bởi vì nó thể hiện cái nội dung chính của cái toàn bộ cái văn bản này đối với lại một cái thông báo nhá. Gomi bunbetsu ni kansuru onegai tức là về kiểu là cái lời thỉnh cầu ấy, đúng như cái lời đề nghị liên quan đến cái việc phân loại rác này. Minasama no go kyoryoku no okage de gomi no bunbetsu jōkyō wa kaizen sarete kimashita ga recycle kanō na shirui no oku ga imada ni moeru gomi no box ni捨てられてます。Có nghĩa là gì nhỉ? No okage de ở đây là ngữ pháp nhờ đúng không? Nhờ cái sự hợp tác, nhờ cái sự nỗ lực, sự hợp tác của mọi người mà sao? Mà cái Jokyo đây có từ Jokyo có nghĩa là tình hình đúng nhỉ? Cái hoàn cảnh cái tình hình phân loại rác của chúng ta ấy đã được kaizen, đã được cải thiện rồi. Thế nhưng mà phần nhiều đúng nhỉ? Phần nhiều những cái giấy tờ, những cái mà kiểu như là giấy ấy, làm bằng giấy ấy, có khả năng tái chế được thì làm sao đây nhỉ? Imadani là bằng nghĩa là vẫn nhá, đấy, vẫn đang bị vứt vào đâu? Vào bốc sự vào cái hộp. Lấy viết từ cái từ này mà ra này. Đấy. À, vẫn được vứt vào cái phần mà rác gì đấy, rác cháy được. Thì đúng là giấy là rác cháy được thật, thế nhưng mà nó tái chế được nên cần phải bỏ riêng. Đấy là cái mà người ta đưa ra vấn đề là đang là tồn tại là như thế. Tiếp theo, tatoeba shimbun, jashi dake de naku, kashi bako, kami bukuro nado mo recycle ga kano desu. Chẳng hạn như là không chỉ đây có cái dake de naku, không chỉ báo thì tạp chí mà ngay cả những cái như là kashi bako, những cái hộp vỏ kẹo ấy đúng nhỉ, hộp kẹo hay là những cái túi giấy cũng có khả năng tái chế được. Recycle ga kano desu. Kore ra wa kanazu recycle no box ni irete kudasai. Các bạn thấy này, có cái irete kudasai nhá là cái câu kêu gọi này, do vậy nó sẽ là quan trọng. Vì vậy những cái này ấy, thì nhất định là hãy bỏ vào trong cái hộp phân loại đúng nhỉ, cái thùng có ghi là phân cái loại rác có thể tái chế nhé. Kuwashi bunbetsu hoho wa box no ue ni keiji shite okimasu no de steru mae ni saidou go kakunin kudasai. À, cái phương pháp phân loại chi tiết ấy thì bởi vì nó có gì đây nhỉ, có ghi có đề rõ ở trên cái hộp, do vậy trước khi vứt thì hãy mô chi độ sai độ này bằng mô chi độ nhưng lịch sự hơn, hãy xác nhận lại một lần nữa bưng biết sự no tete o onegai itashimasu. Đấy đấy thì nội dung của cái bức mail này là gì đây nhỉ? À, đó là những cái giấy tờ, những cái loại giấy có thể tái chế được thì hãy bỏ vào trong cái recycle. Vậy thì chỉ là cái đấy là cái nội dung quan trọng nhất thôi, chúng ta xem cái nào là hợp lý nhá. Kono bunshou de motomo tsutaetai koto wa nani ka, cái nào hợp với, cái nào là cái mà nội dung bài này muốn truyền tải nhất, ichi này recycle kano na shiru o kichin to bunbetsu shite hoshii là gì đây nhỉ? Mong muốn là hãy phân loại cẩn thận những cái giấy tờ có thể cháy được, à có thể tái chế được. Thấy đúng rồi đúng nhỉ, trùng hợp hoàn toàn với lại gì đấy, với lại nội dung của cái đoạn trên đây. Ở dưới các bạn thấy này, nó bảo là bunbetsu no teteo onegai itashimasu. Đấy, hãy thực hiện triệt để cái việc phân loại đó, phân biệt đó. Đấy, hãy vứt những cái, hãy cho những cái giấy tờ mà cháy được vào trong cái hòm recycle. Vậy thì kết nối lại chúng ta sẽ chọn đáp án đầu tiên nhá, là gì nhỉ? À, phân loại đúng nhỉ, phân biệt cẩn thận kỹ lưỡng những cái giấy tờ mà có thể tái chế được. Câu 2 này, recycle kano na mono no shurui o hitotsu hitotsu oboete hoshii. Đây có cái từ oboete hoshii. Hãy nhớ, đúng nhỉ? Mong các bạn là hãy nhớ từng thứ cái loại mà có thể tái chế được. Không đúng, ở đây người ta liệt kê ra vài thứ như là sách báo tạp chí vân vân. Thế nhưng mà người ta không có hàm ý là các vị hãy nhớ những cái loại đấy mà người ta chỉ bảo là cái đích đến cuối cùng ấy là phải phân phân biệt những cái loại mà có thể tái chế được chứ không phải là nhớ đúng nhỉ? Không có cái nào mà nói là hãy nhớ cả. Đấy, các bạn đừng có suy diễn bảo là à thì muốn biết được nó là cái nào thì nó là tạp chí, nó báo hay là hộp kẹo hay là giấy để tái chế được thì phải nhớ được chứ. Đấy là các bạn suy diễn đúng không? Bài người ta không có viết cái đoạn nào nói là phải nhớ cái điều đó, do vậy là chúng ta sẽ không chọn đáp án số 2.
Câu số 3 này, gomino bunbetsu hoho henko suru node machigai naku bunbetsu shite hoshii. Bởi vì người ta thay đổi cái phương pháp phân loại rác cho nên là hãy gì nhỉ? Hãy phân loại mà đừng có sai sót gì. Ở đây không có cái nào nói là gì nhỉ? Người ta henko đúng không? Người ta thay đổi. Do vậy chúng ta cũng loại đáp án số 3. Câu số 4 này, moeru gomi wo recycle no bukusu ni shite nai de hoshii. À, đừng có vứt cái moeru gomi, những cái rác cháy được vào cái thùng này. Không phải, mà là phải ngược lại, mà là đừng có vứt những cái thứ gì đây, đừng có vứt những cái thứ tái chế được vào cái thùng rác cháy được, chứ không phải là như thế này đúng không? Vậy đúng của chúng ta đã là số 1 nhá. Câu cuối cùng này, câu cuối cùng là câu bảo nhiều bạn bảo gây tranh cãi đấy, đoạn thì rất là dài đúng không nhỉ? Thế nhưng mà cái đoạn chính của chúng ta nó chỉ nằm ở trong khoảng này thôi. Đây là một cái mail công việc đúng không? Tiêu đề của mail này, cái đây là phần quan trọng nhé. Kemei này, Eakon Daikin Shiharai no Okure ni tsuite, về cái việc chậm thanh toán tiền tiền phí sử dụng điều hòa này, tiền điều hòa. Đây, quan trọng nhất là cái đoạn này. Cùng xem nhé. Eakon Daikin no Shiharai no Okure ni kansuru mail wo tashika ni uketorimashita. Là gì nhỉ? Chúng tôi ấy, thì chúng tôi đã nhận được cái email liên quan đến việc gì nhỉ? Cái việc chi trả chậm đúng không? Thanh toán chậm cái tiền sử dụng điều hòa. Konkai no okure ni kanshimashite wa, liên quan đến cái việc chậm trễ lần này á, thì đây cái đoạn bắt đầu quan trọng đây. Thì này, sư đề ni, đây có từ sư đề ni, sư đề ni là đã rồi, sư đề ni kisha keri bucho no Uchida sama ni o negai o shi. Đấy. Liên quan đến cái việc thanh toán chậm lần này á, thì chúng tôi đã negai o shimasu, chúng tôi đã nhờ đúng nhỉ, chúng tôi đã kiểu bày tỏ đúng nhỉ, đã đề nghị với ai đây, với lại ngài Uchida đúng nhỉ, đấy của quý công ty rồi. Và sao nhỉ, và Hatachi, xin lỗi, Hatsuka made shiharai wo matte kudasaru to no ohenji wo itadaite orimasu. Các bạn thấy có itadaite orimasu nhá. Và chúng tôi đã nhận được một cái phản hồi là, chúng đã nhận được một cái phản hồi là, đây là nội dung phản hồi này. Nội dung phản hồi là gì đây? Là công ty sẽ chờ chi trả đúng nhỉ? Đến ngày 20. Đấy. Cả câu này có nghĩa là liên quan đến việc chậm trễ, chúng tôi đã nói chuyện, đã nhờ, đã gì đó với lại cái ngài Uchida rồi và nhận được cái phản hồi từ ngài đó là ngài sẽ matte kudasaru đúng nhỉ? Công ty ngài sẽ chờ cái việc thanh toán này đến ngày 20. Đấy, đấy là cái thông tin đầu tiên từ đây nhá. Chúng tôi đã gì nhỉ, chúng tôi rất là xin lỗi đúng không nhỉ, đấy. Uchida sama ni go kakunin kudasai masu yo yoroshiku onegai moshiagemasu. Đây cũng là cái dòng quan trọng này đó, mọi người thấy nhá, ở đây có go kakunin kudasai masu yo thì nó chính là dạng lịch sự của cái dạng. Đấy. Đối với nhóm 3 sẽ là go về kudasaru, có nghĩa là đối phương sẽ làm gì đó đúng nhỉ? Đấy. Thì câu này có nghĩa là xin lỗi vì đã gây ra một số cái bất tiện, thế nhưng mà ấy, tôi mong muốn các vị này có thể xác nhận lại với Uchida-sama được không? Đấy. Cái này nhá, là gì đây? Cái câu mà thể hiện là người này mong muốn là công ty làm, đây là câu này. Có cái dòng này. Onegai moshiagemasu đúng nhỉ? Mong quý vị là hãy gì đấy, đây là hành động go kakunin kudasai mas, thì là hành động của đối phương, là tôn kính ngữ mà đúng nhỉ. Do vậy cái hành động là xác nhận này phải là hành động của ai, hành động của cái công ty, chứ không phải là hành động của cái cá nhân của cái bạn đang viết mail này đúng nhỉ.
Do vậy là chúng ta sẽ có cái ý của bức mail này như vậy. Tức là sao? Là gì nhỉ? Một công ty lẽ ra phải trả tiền cho một công ty khác, nhưng người của công ty phải trả tiền đã gửi mail cho người của công ty nhận tiền, và người của công ty nhận tiền, đúng nhỉ? Nói là à chúng tôi chờ thanh toán đến đây. Đấy, và tiếp tục là người 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 gì nhỉ? Người này phản hồi, cái người mà ở công ty phải trả tiền ấy sẽ gửi phản hồi tiếp cho cái những cái người ở công ty nhận tiền nhá. Có thể là người ta đòi tiếp tại sao lại không trả cho chúng tôi, đúng không? Thì đấy là cái nội dung chính của cái bức mail này là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem các đáp án này. Cái điều muốn truyền tải nhất là gì? Câu 1 này. Shiharai no okure wa Uchida sama ni ryokai shite moratte iru. Cái việc chậm thanh toán ấy đã được Uchida-sama ryokai, ryokai là hiểu đúng không? Temora là mình nhận được cái việc gì đó từ đối phương. À, cái việc chậm thanh toán đã được anh Uchida anh ấy biết rồi, anh ấy hiểu rồi. Câu này đúng. Đúng nhỉ? Mọi người bảo không thấy có chỗ nào nói là ryokai shite ở đâu. Chính là cái đoạn gì đây? Đoạn này. Chúng tôi đã đề nghị và đã nhận được cái phản hồi đúng không nhỉ? Đấy, Henji này là à, thế thì tao sẽ chờ mày đến hai ngày 20 mày trả tiền cho tao. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ thấy đáp án 1 là đáp án đúng rồi. Thế nhưng mà đi thi các bạn không được vội vàng, các bạn khoanh luôn một thôi nhá, chỉ là thấy nó đúng đúng chứ các bạn chưa được gạch ngay. Tất nhiên là nếu mà học chưa kỹ thì bảo là à không thấy chỗ nào nó là hiểu, đúng nhỉ? Đấy là cái lý do mà chúng ta phải luyện tập rất là nhiều. Câu số 2 này. Shiharai no okure de megawaku o kakete moshi wakenai là gì nhỉ? À, đã gây ra nhiều rắc rối vì chậm thanh toán là xin lỗi. Không phải, đúng không? Đấy chỉ là cái phần rất là phụ xung quanh thôi. Đấy. Do vậy cái đấy không phải là cái thông tin chính của cái bức mail này nhá. Tất nhiên là nội dung của cái mail là vẫn có cái điều đấy, thế nhưng mà câu hỏi của chúng ta đây là một tốt một sự tay tay. Đấy. À, các bạn lưu ý này, còn cái dạng câu hỏi nữa, sau này có đoạn văn ngắn cũng vậy. Cái câu hỏi mà điều muốn nói nhất ấy thì có thể là có nhiều hơn, tức là các đáp án thì có thể là một nhiều hơn một cái đúng, thế nhưng mà phải là chúng ta chọn cái đúng nhất và cái muốn truyền tải nhất cơ. Còn cái dạng câu hỏi là điều hợp với nội dung của đoạn ấy thì chỉ có một cái duy nhất thôi. Chúng ta còn phải lưu ý cái điều đấy nữa. Thì trong cái câu 2 mặc dù là nội dung của cái mail này là có nói, thế nhưng không phải là điều truyền tải nhất. Chỉ là cái điều phụ thôi, đúng nhỉ? Câu số 3 này. Shiharai no kijitsu o 20日 made nobashite moraitai. Muốn nhận được cái sự kéo dài cái hạn trả này đến ngày 20. Ngày 20 này là ông này ông ấy nói đúng không? Ông nói là ông ấy sẽ chờ đến ngày 20 đấy, chứ không phải là cái bức mail này muốn xin là như vậy nhá. Do vậy là cái câu này nói là gì nhỉ? Nói là muốn kéo dài là sai này. Và câu số 4 là gì nhỉ? Shiharai no kijitsu について Uchida-sama ni kakuni o toritai. Muốn xác nhận với ông này. Không phải, xác nhận rồi. Bây giờ là muốn mấy cái người kia xác nhận với lại ông này thì có. Do vậy là đúng nhất của chúng ta phải là một, đúng nhỉ? Cái đoạn mà gì đấy, chúng tôi đã liên lạc rồi này. Rồi thì ông ấy trả lời là trả đến gì đây nhỉ? Đến ngày 20 ông sẽ đợi trả này. Vậy thì nếu mà quý vị chưa biết thì quý vị hãy xác nhận lại với ông này một lần nữa, bởi vì ông ấy đã biết cái tình hình rồi. Đấy, đấy là cái nội dung của bài số 5 của chúng ta nhé. Các bạn hãy xem thật là kỹ từng cái dấu hiệu để chúng ta rút ra cái cách làm bài này. Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra 15 phút về cái phần này nữa vào vào thời gian tới nhé. Rồi, chúng ta sẽ dừng ở đây. Thì chúc các bạn ôn tập và học tập tốt. Chào tạm biệt các bạn.